Chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ cùng các em giải bài 1, sách giáo khoa môn giải tích 12, trang 77, bài hàm số mũ, hàm số logarit. Cụ thể, bài tập số 1 người ta yêu cầu là vẽ đồ thị của các hàm số. Đây có hai hàm số, đây đều là hàm số mũ đúng không? Y bằng 4 mũ x và y bằng 1/4 mũ x, được chưa? 1/4 tất cả mũ x. Thế thì chúng ta sẽ theo sơ đồ chúng ta khảo sát, rồi chúng ta vẽ đồ thị, được chưa nhỉ? Đầu tiên hàm y bằng 4 mũ x này, tập xác định thì là d bằng r, được chưa? Rồi. Sự biến thiên thì thầy sẽ tính y phẩy, được chưa? Sự biến thiên thì chúng ta sẽ có đó là y phẩy sẽ bằng 4 mũ x nhân nep 4 nhân loga nep của 4, đúng không? 4 mũ x nhân loga nep của 4 thì lớn hơn 0 với mọi x thì thuộc r, được chưa? Nên chúng ta suy ra đó là hàm số đồng biến trên r. Hàm số đồng biến, chúng ta cứ theo đúng sơ đồ mà chúng ta đã được biết để chúng ta làm thôi. Hàm số đồng biến trên R. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tính đó là lim của y khi mà x tiến ra dương vô cùng thì sẽ bằng dương vô cùng, được chưa? Rồi. Lim của y khi mà x tiến ra âm vô cùng thì cái này lại bằng 0, được chưa? Cái này là theo đúng lý thuyết thôi. Nên chúng ta sẽ có đó là nên chúng ta suy ra đường tiệm cận ngang, đường tiệm cận ngang là y bằng 0, được chưa nhỉ? Y bằng 0. Rồi, y bằng 0 tức là chính là trục OX đó các em. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái bảng biến thiên ra, được chưa? Bảng biến thiên. Rồi. Bảng biến thiên. Các em cứ làm từ từ thôi thì nó sẽ đúng, được chưa? X này, y phẩy này. Dòng của x này. Dòng của y phẩy. X này, y phẩy, y được chưa? Âm vô cùng này, 0 này, 1 này, dương vô cùng, được chưa? Thì chúng ta biết rồi, cái này nó là dương hết đúng không các em? Dương hết, y phẩy nó dương hết, được chưa? Nên đồ thị nó sẽ, tại âm vô cùng thì nó sẽ là 0 đúng không? Tại 0 chúng ta thay vào 4 mũ 0 thì là 1, được chưa? Tại dương vô cùng thì là dương vô cùng đúng không? Nó sẽ đi lên một lèo như thế này, được chưa? Nó đi thẳng như thế này. Tại x bằng 0 thì y bằng 1, đúng không? Tại x bằng 1 thì y bằng 4, được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta đã lập xong bảng biến thiên. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đồ thị rồi, được chưa? Chúng ta lưu ý cái đường tiệm cận. Đồ thị. Các em thấy là đồ thị nó sẽ, cái y nó chỉ chạy từ 0 cho đến dương vô cùng, nên đồ thị sẽ nằm hoàn toàn phía trên trục hoành, được chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ cùng vẽ nhá. Rồi. Vì đồ thị nằm hoàn toàn phía trên trục hoành nên cái phần bên dưới chúng ta vẽ bé thôi, chúng ta không cần vẽ quá lớn, được chưa? Ồ, đây, đồ thị. Rồi. Đầu tiên là chúng ta dựng hệ trục OXY, được chưa? O này, X này, Y, được chưa? Rồi, chúng ta đã có hệ trục tọa độ OXY. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy một số điểm, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ có đó là, chúng ta sẽ có cái đồ thị, thì chúng ta vừa kết luận rồi, đồ thị nằm hoàn toàn phía trên trục hoành, được chưa? Phẩy này, cắp
OI tại chúng ta thấy x bằng 0 tại điểm 0,1 đúng không nhỉ? Các OI tại điểm 0,1 được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có cái bảng giá trị được chưa nhỉ? Thầy sẽ lấy một vài cái giá trị nhá. Bảng giá trị này thầy sẽ lấy một vài cái giá trị được chưa? X này, y này, với x bằng -1 này, -1/2 này, 1/2 này, 1 này, được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ có nói thêm là đi qua điểm 1,4 nữa, được chưa? Đi qua điểm 1,4, được chưa? Rồi. Tại vì thay x bằng 1 thì y bằng 4 mà, nên chúng ta sẽ thay một số cái giá trị ở đây. Nào, chúng ta sẽ sử dụng máy tính để chúng ta bấm nhá. 4 mũ x này, được chưa? Chúng ta dùng phím can. Tại x bằng -1 thì y sẽ bằng 1/4. 1/4, được chưa? 1/4. Tiếp theo, tại x bằng -1/2 thì sẽ là 1/2 đúng không? 1/2. Tại x là 1/2. Y bằng 2. Tại x bằng 1, y bằng 4 chúng ta nói rồi, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ biểu diễn các cái điểm đó, được chưa nhỉ? Lưu ý OX sẽ là tiệm cận ngang, được chưa? Đường y bằng 0 chính là OX. Rồi, chúng ta bắt đầu biểu diễn nhá. Tại x bằng 1 thì y bằng 4. Đây. Được chưa? Đây là 1 này, nó giống sang đây. Bốn rồi chưa? Chúng ta lấy cái điểm trung điểm ở đây sẽ là 1/2 đúng không? Đây là 1/2. Tại x bằng 1/2 thì y bằng 2, được chưa? 1/2 thì y bằng 2. Đây. Được chưa? Rồi. Nó sẽ đi ở điểm đây. Tại x bằng 0 thì y bằng 1. Đây, 1. Được chưa? Tại x bằng -1/2 thì y bằng 1/2. Đây. X là, đây là -1 nhé các em. Thì -1/2 nó sẽ nằm ở cái điểm giữa. Đây. X bằng -1/2 thì y bằng 1/2. Nó sẽ nằm ở khu vực tầm này, được chưa? Rồi. Tại x bằng -1 thì y bằng 1/4, nó khá là bé, nó sẽ khoảng ở khu vực này, được chưa? Rồi. Và chúng ta nối thôi, được chưa? Được chưa nào? Chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Nhớ chú ý OX nó là đường tiệm cận ngang đó các em ạ. Nối sao cho thể hiện rõ OX sẽ là tiệm cận ngang nhé các em. Được chưa? Đây. Chưa nhỉ? Rồi, đây chính là đồ thị của hàm y bằng 4 mũ x. Thầy đã vẽ xong, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm sang ý B. Ý B nhá. Ý B đó là hàm y bằng 1/4 tất cả mũ x, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ làm tương tự thôi. Một, tập xác định đó là d bằng r, được chưa? Hai là sự biến thiên thì chúng ta có y phẩy sẽ bằng 1/4 tất cả mũ x nhân neper của loga neper của 1/4 đúng không? Được chưa? Cái này sẽ bằng, nó là loga neper của 1/4 thì là trừ loga neper của 4, thì cái này sẽ là 1/4 mũ x trừ nhân với trừ loga neper của 4, được chưa? Và cái này hiển nhiên là bé hơn 0 với mọi x thuộc r, được chưa? Mọi x thuộc r. Rồi, nên chúng ta suy ra hàm số nghịch biến trên r. Nghịch biến
trên R. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tính lim của Y khi mà X tiến ra dương vô cùng. À, khi X tiến ra dương vô cùng thì 1/4 tất cả mũ X sẽ tiến về 0, được chưa? Còn lim của Y khi mà X tiến ra âm vô cùng thì lại bằng dương vô cùng, được chưa? Chưa nhỉ? Rồi. Nên chúng ta suy ra đường Y bằng 0 là tiệm cận ngang, được chưa? Tiệm cận ngang. Chúng ta lập cái bảng biến thiên ra nữa. Bảng biến thiên. Dòng của X, dòng của Y phẩy và dòng của Y. X này, Y phẩy và Y, được chưa? Bảng biến thiên của nó đây. À, âm vô cùng, 0, 1, dương vô cùng, được chưa? Đó. Thế thì chúng ta biết là cái này là luôn âm, được chưa? Rồi, thì tại âm vô cùng thì nó sẽ là dương vô cùng. Tại dương vô cùng thì là 0, được chưa? Đi xuống, đúng không? Vì đạo hàm âm mà. Tại x bằng 0 thì y bằng 1. Tại x bằng 1 thì y bằng 1/4, được chưa? 1/4. Rồi, đã lập xong cái bảng biến thiên, được chưa nhỉ? Rồi. Chúng ta lập bảng biến thiên chủ yếu để chúng ta nhìn cái dáng điệu thôi, để chúng ta vẽ cái đồ thị ở chính xác. Cuối cùng, bước cuối cùng sẽ là đồ thị 3. Đồ thị. Rồi, ta sẽ cùng vẽ cái đồ thị nhá. Chúng ta sẽ cùng vẽ cái đồ thị. Trước tiên là chúng ta sẽ dựng hệ trục tọa độ OI. Các em thấy là cái đồ thị này, cái phần nó cũng chỉ từ dương vô cùng cho đến 0. À, từ 0 đến dương vô cùng, được chưa? Nên là cái phần đồ thị nó sẽ nằm hoàn toàn phía trên trục hoành, được chưa? Thì chúng ta ước lượng, chúng ta vẽ cho nó chính xác. O này, X này, Y, được chưa? Rõ. Thì chúng ta sẽ có cái nhận xét đó là đồ thị nằm hoàn toàn phía trên trục hoành, tức là phía trên OX, phía trên trục OX, được chưa? Rồi, cắt OI tại 0,1 và đi qua điểm 1/4, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ lập cái bảng giá trị, được chưa nhỉ? Bảng giá trị. Thế viết tắt chữ giá trị nhá. Đó là có x và y, được chưa? Chúng ta lấy một số giá trị của x và y. Rồi. Chúng ta nhập nhá, 1/4 mũ, xin lỗi các em. 1/4 mũ x, chúng ta dùng phím can này. Tại x bằng 1 thì 1/4 rồi. Tại x bằng -1 đi. Tại x bằng -1 y bằng 4, được chưa? Thì tại x, chúng ta dùng phím can, tại x bằng -1/2 đi. Thì y bằng 2. -1/2 y bằng 2, được chưa? Tại x bằng 1 y bằng 1/4 ở trên rồi. Thế tại x bằng 1/2 can này, tại x bằng 1/2
thì y bằng 1 phần 2, được chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ biểu lấy các điểm này để chúng ta vẽ cái đồ thị, được chưa? Rồi, đầu tiên là điểm có tọa độ âm 1, 4. Âm 1 này. Nó lấy lên. Đóng sang đây. 4, được chưa? Rồi. Tiếp theo điểm có tọa độ âm 1 phần 2, 2. Đây là âm 1 phần 2 là cái điểm ở giữa. Đây, để ô ở bên này nhá. Đây là trừ 1 phần 2 này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ đi vào cái điểm trừ 1 phần 2, 2. X bằng âm 1 phần 2, Y bằng 2. Đây. Đóng sang đây. 2, được chưa? Tại X bằng 0 thì Y bằng 1. Đây là 1, được chưa? Tại X bằng 1 phần 2 thì Y bằng 1 phần 2. Đây. Đây là điểm 1 phần 2. Đây, 1 phần 2, chúng ta lấy y bằng 1 phần 2 nữa. Chưa? Lưu ý Ox là tiệm cận ngang nhé. Đường y bằng 0 là tiệm cận ngang. Rồi. Tại x bằng 1 thì y bằng 1 phần 4 nó sẽ khá là thấp. Nó khoảng này, được chưa? Rồi. Thế thì chúng ta sẽ nối nó vào thôi, được chưa? Lưu ý đường Ox là tiệm cận ngang, chúng ta sẽ vẽ làm sao cho nó rõ ràng ra là Ox là tiệm cận ngang nha các em. Đây, nó sát vào thôi chứ nó không chạm vào đâu nhá, được chưa? Rồi. Vậy chúng ta đã dựng xong đồ thị của cái hàm này. Và kết thúc bài tập này tại đây.